Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco ngày 4 tháng 7 năm 2021. Chúng ta có nguy cơ không nhận ra Chúa khi người đi ngang qua chúng ta. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài phúc âm Chúa Nhật hôm nay thuật lại cho chúng ta về sự cứng lòng tin của những người đồng hương với Chúa Giêsu. Sau khi giảng dạy trong các làng của miền Galilee, Chúa đi sang Nazareth, nơi người đã lớn lên cùng với mẹ Maria và Thánh Giuse. Và một ngày Sa-bát, Chúa giảng dạy trong hội đường Do Thái. Nhiều người lắng nghe Chúa và tự hỏi, bởi đâu ông ta được khôn ngoan như vậy? Ông ta không phải là bác thợ mộc, con bà Maria, những người hàng xóm mà chúng ta quen biết rõ sao? Trước phản ứng của họ, Chúa Giêsu khẳng định một chân lý, điều đã trở thành một phần của sự khôn ngoan bình dân. Đó là ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Biết Chúa Giêsu nhưng không nhận biết người. Chúng ta hãy suy tư về thái độ của những người dân làng của Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nói rằng họ biết Chúa Giêsu nhưng họ không nhận biết người. Có sự khác nhau giữa biết và nhận biết. Chúng ta có thể biết nhiều điều về một người. Điều này cho chúng ta một ý tưởng dựa vào những gì người khác nói về người này. Có thể là thỉnh thoảng chúng ta gặp người này trong khu phố, nhưng tất cả những điều này là không đủ. Đó là một sự hiểu biết bình thường bên ngoài, không nhận ra sự độc đáo của người đó. Tất cả chúng ta đều có nguy cơ rơi vào trường hợp này. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết rõ về một người, và tệ hơn là chúng ta dán nhãn cho họ và nhốt họ trong những định kiến của chúng ta. Tương tự như vậy, những người dân làng của Chúa Giêsu đã biết người trong 30 năm và nghĩ rằng họ biết tất cả. Trên thực tế, họ không bao giờ nhận ra người thật sự là ai. Họ dừng lại ở mức độ bề ngoài và từ chối điều mới mẻ về Chúa Giêsu. Bị thói quen, định kiến ngăn cản đón nhận điều mới lạ. Và đây chúng ta đi vào chính trọng tâm của vấn đề. Khi chúng ta để cho sự thoải mái của thói quen và sự độc tài của các định kiến hướng dẫn mình, thì khó có thể cởi mở với điều mới lạ và để cho mình được ngạc nhiên. Trong cuộc sống, chúng ta thường chỉ tìm kiếm từ kinh nghiệm của mình và thậm chí từ mọi người những gì phù hợp với ý tưởng và cách suy nghĩ của chúng ta để không bao giờ phải cố gắng thay đổi. Điều này thậm chí có thể xảy ra khi chúng ta nghĩ về Thiên Chúa và ngay cả với chúng ta là những người tin Chúa. Với chúng ta là những người nghĩ rằng chúng ta biết Chúa Giêsu, rằng chúng ta đã biết quá nhiều về người và chỉ cần lặp lại những điều tương tự như mọi khi là đủ. Nhưng nếu không cởi mở với những gì mới mẻ và trước sự ngạc nhiên của Thiên Chúa, nếu không có sự ngạc nhiên, đức tin sẽ trở thành một kinh cầu buồn tẻ và từ từ tàn lụi và trở thành một thói quen xã hội. Phải cảm thấy ngạc nhiên khi gặp Chúa. Ngạc nhiên là gì? Ngạc nhiên xảy ra khi chúng ta gặp Thiên Chúa. Tôi đã gặp Chúa. Nhiều lần chúng ta đọc thấy trong Tin Mừng những người gặp Chúa và nhận biết người, họ cảm thấy ngạc nhiên. Và chúng ta gặp gỡ Chúa, chúng ta cũng phải cảm thấy ngạc nhiên. Điều này giống như chứng chỉ đảm bảo rằng cuộc gặp gỡ đó thật sự chứ không phải là một thói quen. Không chấp nhận mầu nhiệm nhập thể. Cuối cùng, tại sao dân làng của Chúa Giêsu không nhận ra và tin tưởng người? Lý do là gì? Nói một cách ngắn gọn, chúng ta có thể nói rằng họ không chấp nhận sự can đan nhập thể. Điều trở thành cớ vấp phạm đối với họ, đó là sự vô biên của Thiên Chúa lại được bày tỏ trong sự nhỏ bé của xác thịt chúng ta. Còn Thiên Chúa lại là con người của người thợ mộc. Thần Thánh lại ẩn mình trong con người. Thiên Chúa lại mang lấy khuôn mặt từ những lời nói, những cử chỉ của một con người giản dị. Đây là cớ vấp phạm, sự nhập thể của Thiên Chúa, sự cụ thể của người, cuộc sống hàng ngày của người. Nguy cơ không nhận ra Chúa. Thiên Chúa đã trở thành một con người, Giêsu Nazareth trở thành bạn đồng hành, trở thành một người giữa chúng ta, là một người giữa chúng ta, người hiểu, đồng hành, tha thứ và yêu thương chúng ta rất nhiều. Trong thực tế, chúng ta dễ chấp nhận một vị thần trừu tượng và xa cách hơn, một vị thần không xen vào các tình cảnh và chấp nhận một đức tin xa rời các vấn đề xã hội, hoặc chúng ta thậm chí muốn tin vào một vị thần có hiệu quả đặc biệt, người chỉ làm những điều đặc biệt và luôn khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ. Ngược lại, chính Thiên Chúa đã nhập thể, Thiên Chúa khiêm nhường dịu dàng ẩn mình đến gần chúng ta, sống bình thường trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và rồi, giống như những người dân làng của Chúa Giêsu, chúng ta có nguy cơ không nhận ra Chúa khi người đi ngang qua. Thánh Augustino nói, tôi sợ Thiên Chúa, sợ Chúa khi người đi ngang qua. Nhưng tại sao Thánh Augustino sợ? Chúng ta không nhận ra Chúa. Đúng hơn, chúng ta cảm thấy người là cớ vấp phạm. Giờ đây, trong lời cầu nguyện, chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ, người đã chào đón mầu nhiệm Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày của mẹ ở Nazareth,
cho đôi mắt và trái tim chúng ta không còn định kiến và mở ra để ngạc nhiên trước sự ngạc nhiên của Thiên Chúa, trước sự hiện diện khiêm tốn và ẩn giấu của Người trong cuộc sống hàng ngày.